Mệt mỏi và khó chịu đó chính là cảm giác chung của nhiều người. Do giai đoạn chuyển mùa nên khá nhiều trẻ nhỏ đã phải nhập viện để thăm khám và điều trị. Vâng, và với dạng thời tiết nắng nóng như vậy thì đến người lớn như chúng ta còn đổ bệnh chứ không nói gì đến các em nhỏ. Thế nhưng rất là may khi mà nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt từ đêm qua, một đợt không khí lạnh tràn về từ phía Bắc. Dù cường độ không mạnh nhưng cũng phần nào đã hạ nền nhiệt độ xuống và gây ra một vài cơn mưa rào nhẹ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ sáng nay không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng bao trùm đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến chiều tối nay thì người dân sinh sống ở thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ mới cảm nhận rõ rệt hơn được thời tiết thay đổi. Nhiệt độ thấp nhất mà không khí lạnh gây ra ở phía Tây Bắc Bộ giảm xuống từ 21 đến 23 độ C, vùng núi trong khoảng từ 16 đến 18 độ C. Hà Nội cũng có thời tiết mát mẻ khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 24 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện đang trong thời kỳ chuyển mùa từ lạnh sang nóng, không khí lạnh về gây sự xáo trộn giữa nóng và lạnh, dễ phát sinh ra những hiện tượng cực đoan như là lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá trong cơn dông.